mùa xuân sang ngàn nơi ngát niềm tin yêu đời. Bầy chim non lượn bay hót lời ca vang trời. Thằng bé hé môi cười ngọt ngào tình thương áo xanh vàng. Chào đón Chúa xuân huy hoàng. Thành đô những miền quê ước mùa xuân thanh bình. Người nông phu mừng xuân nhấp can ly thầm tình. Người nữ khách xa nhà thì mừng mùa xuân thắng lời nhiều để đón Chúa xuân yêu kiều. Thắm thiết tiết mây mùa xuân ấm êm bên nhau. Bao nhiêu ưu tư giận hờn xóa tan hương đau. Tiếng hát quyến luyến làm nghe ngất trong tim ta. Chào xuân xưa đi qua cùng đón lấy dấu mới. Tình nhân ước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài. Người thương gia mừng xuân chúc đầu năm phát tài. Phúc khắp muôn nhà hòa cùng lời ca chúc xuân này đẹp ý non sông an hòa. Chào đón xuân, bầy chim tung cánh bay trên muôn cành cùng hót vang. Tinh đàn tinh đàn vang lên ca mừng xuân đang về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay đều muôn nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca, hoa nở tình thước tha. Êm đêm ánh huy hoàng, khúc bình minh đã reo vang. Bình minh sáng tươi reo trên ngàn muôn tia nắng xuân. Hồn tràn bao ước mơ.
chim vốn là mơ, in hình trên hoa sóng xanh, đang chỉ mình từ một ánh sao. Chim và hoa cùng ta là vô cùng chân thành tinh hoa, khúc hát ca xuân. Yeah.
người Việt Nam mình ở tại nước Mỹ đông vui như thế này, cũng giống như là chốn quê nhà. Xin chúc mọi người một Tết năm mới thật như ý và an khang. Cảm ơn. Cảm nghĩ như thế nào vào Tết Quý Tỵ năm nay? Tết năm nay cũng là cái Tết rất là đặc biệt. Năm là năm thứ hai mà giáo xứ tổ chức văn nghệ và hội chợ cho cộng đoàn Việt Nam Công giáo ở San Antonio. Thì năm nay hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Cảm ơn cha rất nhiều. Chúc cha bác sĩ như ý. Xin cha bác tự cảm nghĩ Tết hôm nay. Chào em, trước hết xin chúc mừng tân niên đến tất cả anh em trong khối SCTS. Chào em. Thực sự người Việt Nam chúng ta cho con thị giúp làm trung úy cho hai bệnh viện mỗi năm Tết. Đến thì rất nhớ quê hương và nhớ tất cả anh chị em người Việt chúng ta ở hải ngoại. Cha con đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho quê hương được tự do. Và chúc tất cả mọi người có một năm mới đầy tràn hồng ân Thiên Chúa, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Và xin tất cả mọi người chúng ta ở hải ngoại cũng nhớ đến tất cả anh chị em tại quê hương, đặc biệt tất cả những người nghèo, khổ, họ không có một ngày Tết như chúng ta. Alo. Kính thưa quý vị, lời chào mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất Triều xin được thay mặt cho ban tổ chức xin thành thật cảm ơn và chào mừng tất cả quý ông bà và các anh chị đến đây chung vui cho ngày Tết Quý Tỵ của chúng ta ngày hôm nay. Triều tên là Triệu Đinh, hồi xưa cũng ở đây, có rất nhiều bạn bè ở đây, đây là một cái quê hương của Triều. Cho nên ngày hôm nay Triều rất là hân hạnh được đứng lên trên này để làm người giới thiệu chương trình ngày hôm nay. Những người Triều chưa quen biết thì xin nhân được cái cơ hội này được làm quen. Và Triều cũng xin chào mừng tất cả các bạn hiểu, các anh chị xa gần, xin thật cảm ơn. Sau đây Triều xin giới thiệu chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có nghi lễ đón tiếp để chào mừng xuân. Sau đó chúng ta sẽ có lời chào mừng của cha. Và sau đó chúng ta sẽ có một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc và phong phú. Ngày hôm nay chúng ta cũng cảm ơn Chúa là trời rất là đẹp, không có mưa, mặc dù hơi có gió chút xíu, nhưng mà đó cũng là một cái sự Michael Trần. Và sau đây xin mời hai em Sơn và chị Tú Anh lên sân khấu để hát bài quốc ca Việt Nam. Trong khi bài quốc ca Việt Nam chúng ta cũng có thể cùng hát theo. Yeah.
và sau đây là phút mặc niệm. Chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tất cả những vị anh hùng hào kiệt đã vì quốc phòng thân cho lý tưởng tự do của dân tộc Việt Nam, và cũng để tưởng nhớ đến hàng triệu đồng bào đã bỏ mình trong rừng sâu và trên biển cả để đi tìm tự do. At this time, let us all observe a brief moment of silence to honor all of those who lost their life to protect the country and the freedom. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Và sau đây là nghi thức niệm hương trước bàn thờ quốc tổ. Theo nghi thức niệm hương trước bàn thờ tổ tiên, nghi thức này được thực hiện để duy trì truyền thống văn hóa Việt Nam, ghi nhớ công ơn của những bậc tiền nhân đã gây công xây dựng đất nước Việt Nam. Tất cả chúng ta là người Việt Nam tha hương, nhưng dù ở nơi nào trên thế giới, chúng ta cũng vẫn luôn luôn nhớ về quê hương mình. Next is a traditional ceremony to pay respect and special tribute to our ancestor. We would like to invite three elders members of our parish to come forward and proceed with the ceremony. Chúng tôi xin chân thành kính mời ba vị bố lão lên sân khấu để thực hiện chương trình niệm hương trước bàn thờ tổ quốc. Có bác Hồng, bác An và ông Cố Thành. Hôm nay là ngày Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại San Antonio họp mặt đón mừng Xuân Quý Tỵ. Với niềm tự hào là con cháu dòng dõi tiên rồng của một quốc gia có lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến, trước bàn thờ mạng sống để bảo vệ non sông gấm vóc và cho chính nghĩa tự do, ngậm ngùi tiếc thương các đồng bào nạn nhân chiến cuộc, các đồng hương đã bỏ mình trong lòng đời đời vững mạnh, cho nhân dân Việt Nam sớm có được tự do. Phần nghi thức niệm hương trước bàn thờ quốc tổ chấm dứt. Xin tất mời cha và tất cả quý vị cùng an toàn. Chào đón, con xin được phép mời cha Francis Phạm Hậu lên đây để có đôi lời chúc Tết và chúc lành cho buổi ăn của chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị trong một tràng pháo tay cho cha Francis Hậu. Trước tiên xin chào đón tất cả mọi người đến với giáo xứ Cái Nắng Tự Đà Việt Nam, và thay mặt cho giáo xứ tôi gửi lời chúc Tết nhân ngày đầu năm đến tất cả ông bà chị em một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, nhiều hồng ân của Thiên Chúa và sống bình an an lạc trong đời sống.
Và hôm nay chúng ta mừng xuân, nhưng mà chúng ta cũng không quên những người đã làm công phúc cho chúng ta ngày đầu xuân để nói lên lời cảm ơn. Trước tiên là cảm ơn tất cả ông bà chị em đã cùng đồng hành với giáo xứ Thánh Tự Đạo Việt Nam tại Santo Nho hơn 30 năm. Và chúng ta có được ngày hôm nay là công sức của bao nhiêu người đã để lại cho chúng ta. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho những của anh mà chúng ta sắp sửa hưởng dụng đây. Và cảm ơn tất cả ông bà chị em, chúng ta có một ngày vui trong ngày đầu xuân. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Và Thiên Chúa chúc lành những Cha Con Thánh Thần. Amen. Con xin cảm ơn Cha Hầu. Và sau đây thì Chiều cũng thay mặt cho ban tổ chức cũng có đôi lời chúc Tết cho Cha và cho toàn thể quý vị, cũng như Cha đã chúc Tết tất cả quý vị ở đây một ngày xuân rất là đẹp, và hôm nay trời sẽ rất là nắng ấm. Ngày hôm qua chúng tôi cũng ở lại đây, quý vị có thể tưởng tượng rằng những cái tấm bạt ngoài kia nó bay, chúng tôi còn phải dừng nó lại. Cho nên Cha cũng đã nói chúng ta đã có rất nhiều công sức để bỏ ra để thực hiện chương trình ngày hôm nay. Chị xin thay mặt cho ban tổ chức thành thật cảm ơn tất cả các chị và những người đã góp công để làm cho cái buổi mừng xuân của chúng ta ngày hôm nay được thành công. Ngày hôm nay chị cũng rất là cảm động khi thấy các anh em đứng ở ngoài để mà giữ trật tự, để giữ cho xe chạy. Cho nên chị rất là lòng cảm động. Hôm nay cũng không biết nói gì hơn là để cảm ơn tất cả những người mạnh thường quân đã bỏ công bỏ sức và tiền của ra để thực hiện chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay đứng bên này phá để nổ sạc banh sát. Ngày hôm nay nếu mà chịu nhớ không lầm thì Cha Họ và Cha Khách cũng đã có cái chương trình ly xin ngày hôm nay. Không biết là Cha có muốn thực hiện cái chương trình đó ngay bây giờ hay không? Em bé có thể đến với Cha để Cha ly xì chúc Tết cho ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, we have a current DC bring the good luck for the new year for the young children. If you have any young children from 2, 3, or 12 who would like to receive a DC from Cha Hầu, please come forward to the end of the church. So he will give the red envelope with the money in it. Thank you very much. Và sau đây Triều xin có đôi lời chúc Tết cùng toàn thể giáo xứ và tất cả quý vị đồng hương đã đến chung vui chúng tôi ngày hôm nay. Từ nãy đến giờ Cha cũng đã chúc nhiều lời rất là vui vẻ, tốt đẹp. Thì đây Triều cũng xin dành những cái câu thơ rất là khiêm tốn để được chúc Tết năm mới quý vị. Năm hết Tết đến, đón dẫn tiễn rồng, chúc quý ông bà, cha mẹ chú dì, quý chị anh em, bằng hữu xa gần, các cháu thân thương, dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, tiền xu nặng túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được bao, về nhà người rước, tiền vô như nước, nhưng mà tiền ra thì nhỏ giọt, tình vào đầy tim, chăn ấm nềm ân, hạnh phúc đêm ngày luôn luôn may mắn. Năm mới Tết đến, chúc cho giáo xứ đoàn kết quanh năm, mọi người sum họp, nước Chúa mở mang, tình thương thân ái gieo rộng khắp miền. Năm mới Tết đến, chúc cho Cha Hậu phúc hậu muôn phần, chăm lo dân Chúa bền vững luôn luôn, ơn Chúa thương ban lộc tràn chan chứa. Năm mới Tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc lộc đến quanh năm, suốt năm con rắn. Chúc mừng năm mới,
Và để kết thúc phần chúc Tết của tôi ngày hôm nay, Thank you very much. Và để kết thúc phần chúc Tết của tôi ngày hôm nay, chị xin được mượn 4 câu thơ Mừng Xuân Quý Tỵ của nhà thơ Gió Phương Nam viết như sau. Mừng rắn tiễn rồng khắp nơi nơi, xuân về hoa nở bốn phương trời. Quý nhau thắm mãi tình bằng hữu, tị nạnh ghen hờn gió cuốn chơi. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị và các anh chị. Chiều được biết cái đoàn múa lân của chúng ta ở đây rất là hùng hậu. Chiều đi đến những nơi khác họ chỉ có một hoặc là hai con lân là cao, nhưng mà ngày hôm qua Chiều thấy chúng ta có 5 con lân, có nghĩa là cái đoàn lân của chúng ta rất là hùng hậu. Xin mời đoàn lân chuẩn bị để đuổi những xui xẻo của năm cũ đi để chúng ta chào mừng một năm mới. Xin các chị và quý vị vỗ tay để chào mừng và khích lại tinh thần của đoàn lân của chúng ta. Cũng không quên nhắc nhở ông bà và anh chị em hãy lì xì thật là nhiều cho các em, tại vì các em cũng đã bỏ rất nhiều thời giờ để tập luyện cho ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn. Và trong khi chờ đợi, chúng tôi xin mời trình diễn cho chúng ta. Đây là một màn vũ cho các em thiếu nhi. Chị Minh Hoàng là người đã có công tập luyện cho các em qua những thời gian qua. Và sau đây chị xin hân hạnh giới thiệu đến quý ông bà và các chị em màn múa Tối Ngập Qua Cầu Gió Bay của các em ấu nhi thực hiện. Xin ông bà và các chị em cho một tràng pháo tay để khích lại tinh thần cho các em. Thank you.
Trình bày qua nhạc phẩm Việt Nam Việt Nam. Sống và ban nhạc phụ trách. Và cũng hát chung với ca đoàn hôm nay là anh Hữu Chiến đã đến từ ban nhạc. Nice.
Chị xin hân hạnh được giới thiệu ban nhạc đã bỏ rất nhiều thời giờ và đến đây để cống hiến chúng ta một đêm, một chương trình văn nghệ rất đặc sắc ngày hôm nay. Chị xin được giới thiệu anh Phú mặc áo tím ở bên này. Anh Phú là guitar, anh Oi sẽ chơi bass. Có một tay rất là hay, đó là anh, nếu chịu nhớ không lầm là anh Dũng từ Houston, phải không ạ? Anh Quang ở Houston, chiều rất là messed up, xin thành thật cảm, xin thật lỗi. Và chúng ta có Dr. Khánh chơi keyboard ở đây. Anh Quên ngồi ở sau, đúng ra thường thường anh vẫn chơi trống, nhưng mà hôm nay tại vì có thường khách Houston cho nên anh rất là khiêm nhường, ngồi ở cái vị trí gọi là acoustic drum, anh Quên. Và anh Khôi mặc áo tím hôm nay rất đẹp trai, đánh keyboard. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin thành thật cảm ơn ban nhạc The Friends. Ban nhạc The Friends này cũng có một cái sự trùng hợp rất là đặc biệt. Trong đó hầu hết, có thể là 90% các anh đều share một last name, đó là The Đỗ. Tôi không biết tại sao các anh không đặt là The Đỗ cho rồi, hay The Beans, tại sao là The Friends. I don't understand, nhưng mà không sao. Và sau đây, một màn múa thiếu nhi cũng rất là đặc sắc sẽ đến và cống hiến cho chúng ta, đó là bản nhạc Đoán Xuân Ca. Xin ông bà và các chị em được một tràng pháo tay thật là lớn để ủng hộ tinh thần, khuyến khích tinh thần các em. Xin cho một tràng pháo tay
cho ban múa thiếu nhi cũng do chị Minh Hương đảm trách. Xin cho một tràng pháo tay thật là lớn để tưởng thưởng công lao của các em đã tập dượt rất là lâu. Màn này rất là hay và rất là đặc sắc. Có lẽ tôi cũng sẽ điện thoại cho Asia hoặc là Thúy Nga muốn mấy em làm một chương trình video chẳng hạn. Biết đâu nếu mà thực hiện được thì chúng ta sẽ có một cái số tiền nhỏ để trang trải nợ nần ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, sau đây tôi rất là lấy làm hân hạnh để giới thiệu hai người bạn tôi mới quen sẽ lên đây để làm MC cho phần 2 của chúng ta. Dĩ nhiên chị cũng sẽ trở lại chương trình với những tiết mục khác. Xin quý ông bà các anh chị em cho một tràng pháo tay cho anh Trung Đinh và chị Châu Nguyễn. Hai người này sẽ lên
giới thiệu cái phần ca nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Trường nghĩ rằng hai em rất là có nhiệt tình để lên đây giúp cho cộng đoàn. Hai em cũng bỏ rất là nhiều thời gian để soạn bài cho chương trình ngày hôm nay. Trường nghĩ rằng cái lớp tuổi của Triệu chỉ xa chút nữa cũng đã về chiều, cho nên nên để cho các người bạn trẻ lên đây để có thời giờ, thời gian và công sức để phục vụ cộng đồng. Xin quý bà và các chị em trong một tràng pháo tay để chào mừng MC Trung Đinh và Châu Nguyễn. Xin kính chào toàn thể quý vị. Trung Đinh và Trân Châu, một lần nữa xin kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, mỗi lần Tết đến thì Trân Châu xin kính chúc cho quý vị Tết tới tấn tài, xuân sang đất lộc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Và còn Trung thì xin chúc cho quý vị đông cho đầy hạnh phúc, gói cho tròn lộc tài, giữ cho mái khang an và thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý vị, phần đầu của chương trình của chúng ta ngày hôm qua, đúng không? Ngày hôm qua của chúng ta, cái chương trình của chúng ta bị ảnh hưởng trời mưa gió. Và ngày hôm qua thì các anh chị làm việc rất là mệt mỏi, nhưng mà các anh chị hôm ngày hôm nay đã hoàn thành công việc chúng ta rất là tuyệt vời. Và một lần nữa chúng xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn cho các anh chị. Và giờ đây thì chúng ta đã qua phần nghi lễ của ngày mùa Tết. Chúng tôi cũng xin kính mời quý vị chuẩn bị cho phần này, hy vọng rằng phần này sẽ là vui vẻ hơn, tạo cho các vị thêm sung sức hơn. Đó là phần trình bày, trình diễn của các ca sĩ cũng như là của các em thiếu nhi.
xin cảm ơn chị. Những người này muốn về quê ăn Tết để được tụ họp với gia đình, với người thân, bạn bè, và đồng thời họ cũng muốn tìm một quãng trời bình yên, một thứ mà họ không thể tìm thấy ở nơi thành phố náo nhiệt được. Và vâng, vùng trời bình yên cũng chính là tên của một bài hát sẽ được thể hiện sau đây bởi ca sĩ Linda. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn. Hello. Linda xin gửi lời chào với quý vị, và trong mùa Tết này, Linda xin chúc quý vị nhiều được nhiều may mắn và làm ăn phát tài và ăn. Thank you.
So enjoy, dance if you like. Don't dance if you don't like. Just have fun. Đây là dòng ca, đây là Tư Trẻ và Trẻ Trung của chị Linda. Và xin lỗi quý vị nhé, chúng ta còn những ca sĩ khách mời, đó là anh Đặng Vinh và ca sĩ Thủy Tiên. Mọi người chúng ta đang sẵn sàng đằng sau. Và xin quý vị chúng ta đừng có thấp thỏm mà chờ mà sốt ruột nhé, bởi vì sinh viên sẽ đến ngay đây. Và kính thưa quý vị, trong những ngày đầu xuân thì mọi người trong chúng ta ai đấy cũng đều nôn nức và đón mừng ngày đầu xuân mới. Và ở ngoài chiến tuyến thì các anh lính họ cũng ở đó, và họ suốt ngày họ bảo vệ
cho đất nước của chúng ta, đem lại sự an bình cho đất nước. Và một trong những tâm tư của họ đó là muốn gửi đến những người nhà của mình, những người thân của mình những lời mong muốn, những lời chúc thật là tốt đẹp. Và một người lính họ đã gửi đến người em gái ở miền quê Hà Nội với một lời mong muốn, mời mong muốn rất là tốt đẹp, lời chúc của em. Và xin lỗi và xin mọi người hãy hướng về sân khấu để chào đón ca sĩ Hữu Chiến qua bài hát gửi người em gái để hiểu rõ hơn lời tâm tư của người lính. Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay dành cho ca sĩ Hữu Chiến. Hữu Chiến xin trân trọng kính chào quý vị. Và nhân dịp năm mới, kính chúc mọi sự tốt đẹp sẽ đến quý vị. Xin kính chào. Tình vỡ lỡ bên cô đơn không ai ngờ tình nghe
mà đi, em tôi đi, màu son lên đôi môi, khăn san bay là lời trên vai ai, nhìn sáng pháo bên thềm, đời lòng tôi nhớ tới người em, nhìn sáng pháo bên thềm, đời lòng tôi nhớ tới người em, nhìn sáng pháo bên thềm, đời lòng tôi nhớ tới Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bài hát thứ hai, Hữu Chiến xin trình bày gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, Xuân Đã Về. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
xin cảm ơn quý vị. Tiếng hát bên này thì tôi nghĩ là quý vị sẽ nhảy nhiều lắm. Và I think that you know the song. Ơi là thế, đời sống không là bao. Hơi là bao, đời không lâu là thế. Hơi được bao, năm sống mà yêu. Một ngày không có anh,
Happy New Year. Can we have another mic, please? Okay. Chị Thủy Thiên nè, thì như là Trung biết đó, ở bên Việt Nam thì chị là một gương mặt trẻ mà được các bạn trẻ bên Việt Nam rất yêu thích từ bên Việt Nam rồi. Vậy thì chị có thể cho mọi người khán giả ở đây biết được rằng là cái con đường nào cũng như là động lực nào giúp chị đến với chương trình ca nhạc, chương trình ca hát và cái hướng nào để chị có thể giọng hát mượt mà như bây giờ được không? À, nếu vậy thì Thủy Tiên, cho Thủy Tiên hỏi Trung tí xíu trước khi trả lời nữa. Dạ, chị cứ Thủy Tiên. Tại vì anh Trung nói với Thủy Tiên là hồi trước ở Việt Nam á, Thủy Tiên còn trẻ, có phải bây giờ nó không còn trẻ nữa không? Không, thật sự ra á, mình đã nói là không phải Thủy Tiên không bây giờ không còn trẻ, mà cái đôi nét nhiều khi á, cái tuổi trẻ của mình á, nó làm cho khi mà cái về cái tuổi của mình nó về, bây giờ nó không phải là già. Cái này nó còn trẻ nhưng mà trẻ nó lão luyện không còn hơn. Trẻ nữa đúng không? Nó không còn trẻ, không còn trẻ nữa mà nó lão luyện hơn, giọng ca mượt mà và con người tốt hơn. Sao thì tin trọng lắm cho vui thôi. Dạ, không sao chị. Thì bây giờ nếu mà chị có thể cho mọi người cùng biết được là con đường nào giúp chị đến với âm nhạc. Thực sự hồi trước thì chị tin đi hát cho vui thôi, tại vì ở nhà có ban nhạc, có người anh trai làm ban nhạc cho nên chị tin đi hát. Thì lúc đó người ta gọi là ai mà hỏi là Thủy Tiên có phải là ca sĩ trong ban nhạc không á, thì Thủy Tiên lúc nào cũng nói là không, em chỉ là ca lẻ thôi. Nhưng đi theo ban nhạc của Huy Anh riết rồi một ngày đẹp trời thì Thủy Tiên thấy mình là ca sĩ. Thủy Tiên nghĩ rằng cái nghề gì nó cũng phải có cái duyên, cho nên có lẽ đối với Thủy Tiên cái ngành ca hát nó là một cái duyên của mình. Mà hôm nay Thủy Tiên nói chọc chung cho vui thôi chứ Thủy Tiên rất là vui. Tới hôm nay Thủy Tiên vẫn còn đứng hát cho quý vị cùng nghe. Cũng có vài người tới gặp Thủy Tiên nói là chào Thủy Tiên, bởi vì họ từ ở Việt Nam biết Thủy Tiên. Cho nên đó là một cái điều rất là vui. Cho nên nhân tiện đây Thủy Tiên xin cảm ơn quý vị trong bao nhiêu năm qua đã thương mến tiếng hát của Thủy Tiên. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Và thêm một câu hỏi nữa chị Tiên. Thì như là tháng tặng như chú được biết luôn là cái tháng 8 năm 2012 thì chị Thủy Tiên có về bên Việt Nam để mà trình diễn show ca nhạc đúng không? Vậy thì sau cái khoảng thời gian là trên 10 năm mà chị đã trở quay trở lại Việt Nam, thì chị có thể cho mọi khán giả đây biết cái cảm nhận của chị về Việt Nam như thế nào, về cái đường hướng của Việt Nam là sao được không? Thật sự đó là cái lần đầu tiên Thủy Tiên trở lại Việt Nam. Cho nên Thủy Tiên mới đầu thì cũng rất là hồi hộp, tại vì không biết những cái người khán giả ngày xưa mình hát nó như thế nào. Nhưng mà Thủy Tiên rất là vui bởi vì cái đêm đó, cái đêm nhạc rất là thành công. Cho nên Thủy Tiên cũng rất là vui mừng bởi vì mình đi về Việt Nam hát mà tất cả mọi người đã đến ủng hộ cho Thủy Tiên. Đó là một cái điều mà Thủy Tiên rất là vui. Rồi chị có nói với Trung một cái đó là bên Việt Nam thì chị đã thành công trong những cái chương trình ca nhạc đó. Vậy thì Trung nghĩ nếu mà như bây giờ đối khi mà chị Thủy Tiên đã đến được San Antonio này, mặc dù đó là một thành phố nhỏ nhưng mà chị đã đến được đây và chị đã trình diễn cho mọi người biết cái giọng ca cũng như là đem cái tiếng hát của chị đến cho mọi người. Vậy thì ở đây thì chị có thể cho khán giả San Antonio biết được rằng là cảm nhận thế nào về San Antonio, thì con người San Antonio chưa xin được. Chưa. Đây là lần thứ hai, bởi vì Thủy Tiên nhớ là vài năm trước Thủy Tiên có về hát cho cộng đồng. Nhưng mà hôm nay trở lại đây, cảm nhận của Thủy Tiên thì Thủy Tiên đi tất cả các tiểu bang ở nước Mỹ. Thủy Tiên thấy là đi ở đâu thì cái người Việt Nam ở tất cả những cái tiểu bang xa họ rất là dễ thương và rất là... Hôm qua Thủy Tiên tới thì Thủy Tiên có dịp đi một vòng ở Riverwalk. Cho nên Thủy Tiên rất là thích cái thành phố này nhỏ, nhưng mà ngày hôm nay mới bước ở đây ra là mới Thủy Tiên mới vừa bước ra là quý vị đã cho Thủy Tiên một tràng pháo tay như vậy. Cho nên Thủy Tiên rất là cảm ơn quý vị làm cho Thủy Tiên cái ngày đầu năm rất là vui.
Cho nên Thủy Tiên hy vọng và biết rằng suốt một năm Thủy Tiên sẽ rất là vui như một ngày hôm nay đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thank you. Kính thưa quý vị, còn chần chờ gì nữa, xin một tràng tay thật là nồng nhiệt dành cho chị Thủy Tiên nào. Xin phép Thủy Tiên sẽ được vô trong và sẽ trở lại hát cho quý vị cùng nghe. Thank you. Quý vị thấy đó, chị Thủy Tiên có nói với chúng ta rằng là chị sẽ quay trở lại. Và xin quý vị hãy ngồi yên. Và chúng ta còn nhiều chương trình khác nữa, như là chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta còn những cái chương trình ảo thuật dành cho các em thiếu nhi. Và thêm một phần nữa, chúng tôi cũng nhắc với quý vị và các bạn, sau đây thì chúng tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt. Châu, chương trình đặc biệt của chúng ta là gì Châu? Dạ vâng, và để thay đổi không khí một chút thì chúng ta sẽ quay trở lại với các em thiếu nhi thánh thể. Nhà sĩ Dương Thụ đã từng ra sáng tác rất là nhiều bài hát về mùa xuân, nhưng mà trong số đó được người nghe yêu thích nhất có lẽ là bài Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Và một ngày nắng, gió ở đất Sài Gòn, ông đã đóng cửa phòng và nhớ lại không khí của mùa xuân Hà Nội. Giọt mưa nào rơi thật êm trên những con phố cổ, và mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Lắng Nghe Mùa Xuân đã ra đời từ những cảm xúc bất chợt và cả tình cảm nồng nàn mà nhạc sĩ Dương Thụ đã dành cho Xuân Hà Nội. Sau đây thì vẫn chính là bài hát Lắng Nghe Mùa Xuân Về, nhưng sẽ được thể hiện một cách sôi động hơn và trẻ trung hơn của các em thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cùng cho các em một tràng vỗ tay thật lớn.
nhọc và không chừng bữa nào mình coi tiếng Nga Spirit by Night có mấy em múa ở trong. Dạ, và để quay lại với chương trình đó thì một hình ảnh mà chúng ta thấy rất là đẹp trong những ngày Tết đó là các cô thiếu nữ mặc áo dài để đi nhà thờ, đi lễ chùa dân hương hay là đi chúc Tết họ hàng. Thì áo dài Việt Nam là một nét đẹp truyền thống đã có từ rất lâu đời. Chiếc áo dài tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam một cách kín đáo nhưng mà không kém phần sang trọng. Đồng thời khi chiếc áo dài được may thì chỉ may cho chính người đó với chính số đo thôi, cho nên không có được may hàng loạt. Đối với bản thân của Trân Châu thì Trân Châu rất thích áo dài. Và nhà thơ Nguyên Sa đã sáng tác bài thơ Áo Lụa Hà Đông như sau: Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Dạ vâng, nữa chúng ta sẽ quay trở lại với phần trình diễn thời trang áo dài của các thiếu nữ rất là xinh đẹp đến từ San Antonio. Chúng ta cùng cho các chị một tràng pháo tay. Bao dáng em thôi từng đường cong lùa nhẹ ôm lấy.
kính quý vị cho một tràng pháo tay một lần nữa dành cho trình diễn áo dài của các thiếu nữ từ San Antonio chúng ta. Kính thưa quý vị, thì nãy giờ chúng ta là có những trò chơi, là có hát rồi, có ca múa của thiếu nhi Thánh Thè rồi. Và giờ đây thì ban tổ chức đặc biệt xin giới thiệu đến quý vị, đó là cái chương trình đặc biệt dành cho các em thiếu nhi Thánh Thè, các em thiếu nhi nhỏ. Và giờ đây thì xin mời các em thiếu nhi, chúng ta hãy cùng đến gần với sân khấu để thưởng thức chương trình ảo thuật qua nghệ của nghệ sĩ Chino. Xin mời nghệ sĩ Chino.
em gái cay, không còn lung lay vì tôi đã say. Rồi đến một ngày mọi thứ đã thay, rồi đến một ngày chúng ta tung bay. Mang anh đến đây, để có em một lần đắm say em.
cho đêm nay thôi, không còn cô đơn. Đến với em, xin đến với em, cho những nhớ thương tan theo khói mây. Nhớ đến anh từng ngày, nhớ đến anh nơi đây em xin còn mãi mong chờ. We'll be right back.
vị, chắc có lẽ giờ đây trong chúng ta ai cũng có một cái Tết thật là vui rồi phải không ạ? Cảm ơn quý vị đã nán lại chương trình cho tới tận bây giờ. Và Trung Đinh thì và bên Châu Nguyễn xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian mà ở lại với chúng tôi. Chào cô, con thấy cô nấu bánh mì, cô làm bánh mì rất là ngon. Con xin hỏi cô là cô bán có mệt không? Cảm nghĩ cô vào ngày hôm nay? Có mệt nhưng mà vui, đóng góp cho thì cảm thấy vui lắm. Dạ. Cảm ơn cô. Ngày Tết hôm nay thì tôi rất là vui mừng. Tôi thấy đồng bào ở Sa Tô này, nói riêng ở Sa Tô này hôm nay đến đây tập họp, và dù không phải là người đạo đến, người ngoài đạo cũng đến đây tham dự rất đông đủ. Tôi thấy rất là lạc quan. Coi
cái món này của anh. Dạ. Ừ, xin mời cô, nếu có thể cho thử, cô thử cho vui. Rất là ngon. Vì đây là phải là gia vị của miền rừng. Là chúng tôi là một năm là chỉ có giúp vui cho giáo xứ một lần với tính cách gọi là ăn bát trưa mà thôi. À, ngoài những cái ngày khác mà có tiền quý vị sẽ không có mua được cái món mà đặc biệt cho giáo xứ mà anh em tôi là có cái thiện chí để giúp vui cho giáo xứ. Dạ, xin cảm ơn chị. Chị có thể dùng da với thoải mái và chị cho biết ý kiến luôn. Hy vọng là các cái sức quảng cáo món thịt này của giáo sư San cho tôi. Phần mà chúng ta học và nhờ chị làm, chúng ta sẽ có một cái chương trình đấu giá những cái thịt rất là ngon để cho hello rất là ngon. Miếng thịt là vừa mềm tới, thơm mùi cà ri và thơm mùi hành ngò, ngò gai, đậm đà hương vị Việt Nam. Trước đó thì tôi có ăn thịt nai, nhưng đây là cái món đầu tiên tôi thử thịt nai với là cà ri, rất là ngon. Cảm ơn. Xin chào bà. Con được biết là chú là cái người dàn dựng sân khấu Tết của nhà thờ. Xin chú phát biểu ý tưởng của mình. Thầy thật là cảm ơn chị. Đây là một cái niềm vui chung cho cái cộng đồng giáo xứ ở San Diego này. Chúng ta là những người tha hương, lòng thì nhiều mà nhu cầu thì rất là thiếu thốn. Bởi vậy cho nên rằng tôi nghĩ rằng từ ngày mà thành lập giáo xứ San Diego này có tới bây giờ thì trước cái sự mà ngày xưa thì chúng ta cũng thiếu thốn lắm. Với lại hai nữa là vấn đề đất cát trần trụi thì nào mà có những cái professional trong cái sân khấu và đáp ứng cái yêu cầu cho một giáo xứ của ngày Tết ngày lễ được thì năm nay thì được cái sự mà gọi là cho phép của cha sắc và được cái sự tiếp tay của rất nhiều những anh em có cái lòng thiện chí là cùng với chúng tôi để mà dàn dựng thêm một cái sân khấu. Nó không phải là một cái sân khấu gọi là nó professional nhưng mà ít ra nó cũng là đáp ứng được cái nhu cầu nào đó cho giáo xứ và cái mái tre thì nó rất là an toàn. Ngày hôm qua thì cha sở rất là lo lắng về vấn đề thời tiết ở đây thì nó rất là bất thường nhưng mà nhờ nó hai cái sân khấu thành ra thì ban nhạc là dọn vào để mà cái là cho những cái bề dàn điện âm lịch hai để an toàn. Và ngày hôm nay thì Chúa thương cho ban cho giáo xứ chúng ta có một thời tiết rất là tốt đẹp. Cái niềm vui chung của chúng ta là chúng ta sở là mọi sự đều góp công góp sức góp của vào để làm nên một cộng đoàn nhỏ bé mà chúng ta có ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chú. Tôi thấy là ngày hôm nay sân khấu rất là náo nhiệt, ca sĩ hát rất là hay, rất là nhiều chương trình. Sắp tới đây còn có ca sĩ Thủy Tiên và Đăng Vinh sẽ tới góp vui cho chương trình của nhà thờ. Đây còn có những trò chơi cho những bé rất là phong phú, rất là vui và náo nhiệt. Mấy bé rất là thích toàn cảnh nơi đây. Thực sự đúng là một ngày Tết Việt Nam rất là vui nhộn. Có những hàng ăn, có chương trình ca nhạc, có trò chơi cho các bé bi. Tôi thật vui và hạnh phúc. Là bà cố, mẹ của cha Sở Thi. Được biết là bà cố rất là theo dõi chương trình của đài SPTN. Chào bà, xin chào bà phát biểu cảm nghĩ gì đó. Bên hải ngoại này, gia đình chúng tôi sáng nay giờ cùng
theo dõi từ khi mà đài MVN có mở đài ra, thì từ khi nhà con có đài nhờ theo dõi suốt cho đến bây giờ. Thì hiện tại cảm ơn đài đài tới đây để cái ngày đầy xuân Tết của xứ chúng con, rất là cảm ơn đài và cảm ơn. Và còn là khi mà ngày 23 tháng 2 này thì có một hộ ở Austin thì chúng tôi sẵn sàng đi đông lắm. Vì ở có chúc hộ này, rồi diễn viên này, rồi các chị em trong đài đi một hộ ở Austin vào. Thì chúng tôi từ đây đến tới đâu gần lắm, xa đâu. Thì ra chúng tôi cũng mừng lắm khi mà anh chúc hộ với này là chị diễn viên mà có nhảy tới gọi là sa mạc này, thành phố sa mạc này. Chúng tôi cũng cảm ơn hết tất cả khi gặp anh chúc hộ diễn viên cả đài. Chúc mừng đấy chứ, chúc mừng. Tôi phải chúc mừng khi mà xuân về thì tôi chúc tất cả đài, các anh em trong đài và mọi người Việt Nam ở hải ngoại này đã nhớ đến người tổ chức ngày Tết của mình nguyên đáng ngày hôm nay. Tôi rất là cảm ơn và chúc mừng tất cả được nhiều ơn Chúa và được ơn lành, còn được sức khỏe mạnh, lúc nào cũng luôn luôn nhớ nhau trong lời cầu nguyện. Dạ, cảm ơn bà cố. Thì con thấy hôm nay bà cố mặc áo dài rất là đẹp, rất là truyền thống. Kiếm bây giờ mới thấy thằng bé mặc áo dài dễ thương như vậy, rất là truyền thống. Chào bé, bé có thích đi lễ ngày hôm nay không? Con có thích coi ra nhạc không? Dạ. Con có thích chơi trò chơi ở nhà thờ không? Có không? Có. Không thích chơi. Con đi chơi chơi với ba thôi, có không? Dạ. Cô chúc con mau lớn nè, càng xinh đẹp nè, học giỏi, nghe lời bố mẹ nha. Cảm ơn anh. Dạ. Em thấy cái gian hàng của anh rất là đẹp, đủ nhiều sắc màu. Và em thấy anh đội trên đầu nhiều hình bóng bóng đủ hình dạng. Cho em hỏi là làm sao mà anh làm được nhiều bóng bóng, nhiều hình dạng như vậy? Và cái chương trình ngày hôm nay là anh ủng hộ nhà thờ sao? Dạ, hôm nay là ngày Tết của Việt Nam mình, cho nên tụi tôi lại làm bóng bóng với lại làm giả mạng. Dạ, cho nên bữa nay là làm tất cả những tiền để tôi trả xuống cho nhà thờ. Dạ, còn bóng bóng thì là tôi làm từ hơn 8 năm rồi chị. Dạ, cho nên rất là vui, làm cho mấy đứa bé cho nên vui vẻ với nhau thôi. Cho nên rất là vui mừng là tới nhà thờ giúp đỡ cho tất cả những anh em chị em. Cho em hỏi là anh ở San Antonio này. Dạ, San Antonio ở đây cũng lâu rồi, ba mấy năm rồi. Anh có làm chương trình bóng bóng này ở nhiều nơi khác không? Dạ có đi lên tới Houston, đi qua lên Paso, Texas, và có nhiều chỗ nào cần mình đi. Cho nên rất là đắt chị. Biết là tới lễ Tết và là làm cho birthday cho mấy đứa bé nhiều lắm. Với lại bé cũng sắp sẽ tới tháng 4 nè, cho tụ nể đó chị, cho nên tụi em cũng phải xuống dưới làm nữa. Cho nên rất là vui. Theo em thấy thì đây là một nghệ thuật ha. Làm đủ mọi máy bay nè, bông hoa nè, đủ thứ hình dáng hết. Rất là vui mừng. Chúc anh càng ngày có nhiều khách diễn viên rất là dễ thương. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
Cô thấy cái bún bóng trên đầu con nó rất là dễ thương. À con có thương nó không? Ai mua cho con vậy? Ờ, Cedar mua cho con hả? À, con có thích đi lễ Tết ngày hôm nay không? Thích hả? Con có được nhiều lì xì không? Con nói chúc khán giả Đài SBN thật nhiều hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nữa. Khán giả Đài SBN. Con nói lại cho nó nghe được không? Chơi và thấy là rất là đáng yêu.